Dạ vâng. Em cũng xin kính chào toàn thể các bác ạ. Và hôm nay theo sự giới thiệu cho bác về một mẫu vang số phân khúc cực kỳ cao cấp các bác nhá, đến từ nhà hãng của DB Acoustic, hàng nhập khẩu chính hãng, có đầy đủ sơ sơ quy và bảo hành các bác lên tới là 35 cửa các bác nhá. Về cái mẫu sản phẩm mà cao cấp như thế này thì em sẽ bảo hành các bác là lên tới là 35 để cho các bác yên tâm sử dụng. Về mẫu vang số này thì các bác có thể là sử dụng trong gia đình thì rất là tuyệt vời, hoặc là sử dụng trong những công trình phòng hát, hoặc là các bác có thể là sử dụng trong những bộ dàn sự kiện ở ngoài trời đều được cả các bác nhé. Tại vì em nói được sử dụng chip rất là cao, chip DSP Analog Device 21489 đến từ Mỹ các bác nhé. Với con chip này thì cho tốc độ xử lý tiếng nhạc rất là trong trẻo, chi tiết, và tiếng mic thì cực kỳ sang, sáng và lịnh tiếng các bác nhé, dễ dàng hát. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và về cái giao diện của em nói thì cũng nhìn cũng rất là đẹp. Về mẫu S800 này thì được nhà hãng đã ra mắt vào năm 2021 này, 22, 23 thì cũng đã khá là quen thuộc với tất cả các bác rồi, cũng đã làm mưa làm gió trên thị trường vào những năm đấy rồi. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bác một phiên bản của năm 2024 đấy, và nhà hãng vừa mới sản xuất ra vào năm 2024 các bác nhé. Đây, nhìn rất là đẹp luôn. Và về mẫu vang số này thì cũng đã có rất nhiều anh em quay rồi. Thì hôm nay em về với số lượng rất là nhiều, về để phục vụ tất cả các bác và anh em. Thì em cũng nên một cái clip này, một là thông báo hàng về, và hai là để quay lại để cho các bác có thể xem lại về cái sản phẩm S800 này. Đấy. Và ở giao diện mặt trước của em nó thì được thiết kế là một mặt phanh nhôm liền khối, nhìn rất là đẹp. Đây, phanh khối, phải nhôm nền khối màu trắng, nhìn rất đẹp, sang trọng. Đấy. Và cái tay sách của em nó cũng nhìn cũng rất là chắc chắn các bác nhá, rất là to này. Đấy. Và thiết kế giao diện đằng trước sẽ có hai cái màn hình hiển thị to ở trên này. Bên phải em thì sẽ hiển thị cái logo của nhà hãng DB Acoustic, và bên tay trái thì sẽ hiện các cái thông số kỹ thuật như là mic, nhạc, hoặc là effect, hoặc là chuyển đổi các cái input đầu vào. Và ở phía giữa của em nó thì sẽ có 4 cái nút volume ở trên này các bác nhé. Volume của music này, volume của mic này, và volume của reverb, và volume của echo chia riêng biệt các bác nhé. Effect của em sẽ chia riêng biệt echo và reverb ra. Ví dụ các bác nào thích hát nhiều echo thì các bác có thể tăng echo này lên và giảm reverb này xuống, hoặc là hát nhiều reverb thì các bác có thể sử dụng ngược lại nhé. Và các cái nút can chỉnh nhanh ở trên này như là chuyển đổi input này, info này, và nút nguồn này, và nút enter này, và chuyển đổi mode này, và một cái mắt IR để cho các bác có thể là sử dụng điều khiển từ xa. Đấy. Và một cái cổng USB ở trên này để cho các bác có thể là can chỉnh và ở trên máy tính. Đây, các bác có thể là nhìn thấy nhìn rất đẹp đúng không ạ? Một phiên bản rất là cao cấp của nhà hãng DB. Và ở phía trên của em nó thì sẽ có một cái tem xác thực bảo hành của nhà hãng các bác nhé. Ví dụ các bác muốn check hàng giả thì các bác có thể quét mã QR ở đây, hoặc là cào cái mã này ra để kích hoạt bảo hành ở trên này. Và bên tay trái thì sẽ có một cái tem lá cờ của nhà hãng. Với chiếc vang số S800 Plus này thì được nhà hãng đang chào bán là 8.600.000 đồng. Nhưng mà các bác liên hệ với số hotline ở bên em thì sẽ nhận được một cái mức giá lợi ưu đãi nhất với tất cả các bác nhé. Và ở phía sau của em nó thì sẽ có các cái cổng, 4 cổng mic sử dụng. Các bác có thể sử dụng jack 6 ni cũng được, hoặc là jack calon cũng được các bác nhé. Đấy. Chia riêng biệt ra 4 cổng mic này. Và các cổng input đầu vào sẽ có các cái cổng input như là AUX1, AUX2, và cổng quang in và cổng quang out. Đấy. Và các cái cổng đầu ra của em nó thì sẽ có 8 cổng đầu ra các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ví dụ các bác có thể sử dụng là 4 loa này, 2 center này và 2 sub đều được các bác nhé. Với chiếc vang số này thì chạy chip rất là cao, cho nên là xử lý riêng biệt các kênh rất là tốt. Và hát cũng rất là tuyệt vời, cực kỳ hay luôn. Đấy. Em đánh giá này phân khúc S800 Plus này hầu như là sẽ không có đối thủ về cái mức tầm giá như thế các bác nhé. Đấy.
Ok, và sau đây sẽ test một bản karaoke để cho các bác có thể là trải nghiệm chất âm về mẫu vang số S800 Plus phiên bản 2024 này nhé. Và vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm về chiếc vang số S800 Plus này rồi đúng không ạ? Tiếng nhạc đánh rất là hay, chi tiết trong trẻo. Và tiếng hát karaoke thì cũng rất là nịnh tiếng, dễ hát đúng không ạ? Và cô Mai thì chất giọng cũng quá là tuyệt vời rồi.
Và các bác nào đang có nhu cầu về những sản phẩm trên thì có thể là gọi điện trực tiếp qua số hotline bên em. Và em xin kết thúc clip tại đây. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bác ạ.